chấn động. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, được thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, đổi vận giàu sang. Tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhét, chập kết trong năm Ất Tỵ 2025, nếu như biết được cơ mệnh này. Hoan Hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý bản mệnh tuổi Ất Mão thân mến, trong cuộc sống này, ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy, nhưng nhờ trời ban nhiều phước lành nên đã vượt qua được khó khăn, gian khổ và tạo được nhiều cơ hội đổi đời cho mình. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt gặt hái được thành công và giàu có hơn người. Mới đây nhất khi luận giải về tử vi 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, đã phải đối mặt với không ít khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều vượt qua. Đặc biệt, năm Ất Tỵ 2025, quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, nắm bắt được cơ mệnh này thì ắt sẽ nắm được thiên cơ. Chắc chắn tài vận và sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến cho quý bản mệnh vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy, trong năm Ất Tỵ 2025 tới đây, vậy, vận may mà bản mệnh Ất Mão được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Xin mời quý bản mệnh hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng. Ất Mão sinh năm 1975, hay còn gọi là Đắc Đạo Chi Miêu, tức là mèo đắc đạo. Năm sinh dương lịch, từ 11 tháng 2 năm 1975 đến 30 tháng 1 năm 1976. Mạng đại khê thủy, nước khe lớn, khắc sơn hạ hỏa, con nhà hắc đế, phú quý, xương con mèo, tướng tinh con rơi. Trong cuộc đời Ất Mão được ông quan đế độ mạng, được quan thế âm Bồ Tát ban trí tuệ, hư không tạng Bồ Tát ban phúc đức, dược sư Như Lai ban thọ, văn thù Bồ Tát bảo hộ. Ất Mão là người thông minh, hiểu biết và thành thạo nhiều nghề, nhưng tính không kiên nhẫn nên hay bỏ dở giữa chừng. Tuổi này có số phú quý, học hành thành đạt, tính người ôn hòa, mềm mỏng, song họ là những người có bản lĩnh, lòng tin kiên định, theo đuổi đến cùng mục đích của mình, tốt số thì làm quan, làm tướng. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt, bên dưới vẻ ngoài vô tình, lãnh đạm, với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Ất Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Tuổi Ất Mão nam mạng là con người sống độc lập, tự thân lập nghiệp, không dựa dẫm, trông chờ vào bất kỳ ai. Cuộc đời họ dù gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng về sau công thành danh toại, ý chí công sức được đền đáp xứng đáng. Tuy phải trải qua nhiều gian khổ, nhưng họ có đời sống tinh thần vô cùng thoải mái, phong phú, lạc quan, yêu đời. Nam giới tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Bởi vậy, họ thường gặp nhiều may mắn, hậu vận sung sướng, an nhàn, hưởng thọ lâu, từ tuổi 70 trở lên. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách nho nhã, hiền hòa nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình, họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Rất nhiều người yêu quý tuổi Ất Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Ất Mão nam mệnh, nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Tuổi Ất Mão yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ, ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ hình mẫu. Họ ghét sự ràng buộc, bức bí, chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Do không bị bó buộc khô cứng, nên cách làm việc của họ mang tính chất cảm hứng cao. Nếu như có hứng thú họ làm việc hiệu quả nhanh gấp 10 lần và ngược lại, kết quả công việc không cao nếu như họ mất cảm hứng. Nam tuổi Ất Mão thường có thiên phú tư duy nhanh nhẹn, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé, thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm để nhiều đề tài yêu thích, nên có kiến thức uyên bác, sâu rộng. Trong công việc họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Tuổi Ất Mão tuy đa tài, nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe.
Cần đề phòng các bệnh về mắt, thị lực kém, cận thị, đau đầu, mất ngủ về đêm do hoạt động trí não, căng thẳng và với cường độ cao, tần suất liên tục. Dù là con giáp dễ bị hiểu lầm, nhưng đối với họ người khác đánh giá sao cũng không quan trọng lắm vì họ luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với những người xung quanh. Họ có nhân sinh quan tiến thủ, tích cực phấn đấu vì công danh, tiền tài và mong muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Ất Mão trong năm 2025. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ất Mão 1975, nam mạng là 51 tuổi âm lịch và 50 tuổi dương lịch. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Ất Mão theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Ất gặp Ất, bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn sẽ không lo túng thiếu. Xét về địa chi. Tỵ gặp Mão, bình hòa, không gặp nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành. Đương số mệnh Thủy gặp năm Ất Tỵ mệnh Hỏa, bị khắc chế, tránh xa các mối đầu tư mạo hiểm hoặc mang tính đỏ đen, kẻo hao tổn tiền bạc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thận trọng khi đi xa. Tiểu kết, với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2025 được đánh giá là một năm bình hòa, ít sóng gió với bản mệnh. Mưu cầu công danh vẫn có những tín hiệu tích cực, vấn đề tài chính cần hết sức thận trọng, đầu tư làm ăn tránh xa các phi vụ mạo hiểm hoặc đỏ đen. Chú ý chăm sóc sức khỏe và thăm khám định kỳ. Xem tử vi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025 tuổi Ất Mão nam mạng, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là hung tinh thuộc cửu diệu của niên hạn, sao này gây ảnh hưởng xấu cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu, trở nên thủ cựu, bảo thủ và không ưa đổi mới, vì vậy mà dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng, lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Làm ăn buôn bán đều ở mức trung bình, cần cố gắng nhiều hơn mới đạt được thành tựu, gia đình bất an, đề phòng thương tật, đau ốm, nam gặp tai tinh bất lợi, nữ không tốt về thai sản. Tuy vậy, sao Vân Hớn vẫn tương đối lành, không gây hại quá nhiều đến công việc, sức khỏe của bản mệnh. Hơn nữa, chỉ cần biết cách đề phòng hóa giải, tất sẽ tránh được tai ương, mọi sự đều tai qua nạn khỏi. Sao Vân Hớn hay Vân Hán là một trong những hung tinh trong cửu diệu, là một sao xấu, chủ về bệnh tật. Dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ thể hiện tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phát tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, tiền tình nóng nảy tụng tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Sao Vân Hớn chiếu mạng, nữ thì sẽ dễ gặp họa huyết quang, còn nam bị chiếu mệnh bởi sao Vân Hớn sẽ gặp bất lợi về đường quan trường. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, trong năm bản mệnh tuổi Ất Mão cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhường nhịn lời ăn tiếng nói, cẩn trọng, giữ gìn ngôn ngữ và hành vi nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra nhé. Xem tử vi nam mạng tuổi Ất Mão theo niên hạn, gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn, cùng với địa võng sau này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua thường sẽ bị gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ. Nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La, cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn,
Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số cách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông. Lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Vận niên năm 2025 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng. Năm 2025 tuổi Ất Mão, nam mạng, gặp vận niên, chư bị hỏa hay chư phùng hỏa, tức heo bị lửa và thành heo quay. Heo quay là một vật tế thần, cho người khác ngon miệng, cho nên khi làm việc gì cho người khác, bạn cần phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo rồi hẵng làm, kẻo mang hại cho bản thân. Về tình cảm, chuyện tình cảm năm nay rất tốt, năm nay sẽ không còn cảnh chuyển vợ chồng hay cãi vã như năm ngoái. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu, người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Ất Mão, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi Ất Mão cần tránh các năm tam tai, tỵ, ngọ, mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính này thì gia chủ Ất Mão, sinh năm 1975, sẽ phạm đại kỵ tam tai, năm thứ nhất. Năm tam tai đầu tiên, không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn lớn, vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc. Kim lâu năm 2025. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, là 51 tuổi, tuổi Mụ, sẽ phạm kim lâu tử, kỵ con. Gia chủ tuổi Ất Mão, phạm kim lâu tử, tức nếu gia chủ tiến hành xây dựng nhà cửa, dễ hại đến con cái trong nhà. Trong năm không nên động thổ, xây sửa nhà, nếu có kế hoạch thì có thể mượn tuổi hoặc chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành, sẽ hạn chế được nhiều điều rủi ro. Hoàng ốc năm 2025. Năm nay gia chủ tuổi Ất Mão phạm tuổi, lục hoàng ốc. Phạm hoàng ốc, lục hoàng ốc, có câu lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tuổi Ất Mão phạm hoàng ốc, không tốt cho việc làm nhà hay mua bán nhà cửa. Thái tuế năm 2025. Gia chủ Ất Mão sinh 1975, năm Ất Tỵ 2025, sẽ không phạm thái tuế. Trạch tuổi năm 2025. Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm Ất Tỵ 2025, phạm trạch quỷ. Trạch quỷ là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Ất Mão sinh 1975 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ sinh năm 1975 gặp trạch quỷ không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Tiểu kết, bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 không vướng hạn thái tuế hay tam tai trong năm 2025 nên có thể yên tâm triển khai kế hoạch, công việc. Tuy nhiên, vận khí ở mức bình ổn nên mọi thứ cần được tiến hành tuần tự và có kế hoạch rõ ràng, chớ nên nóng vội hay ồ ạt, kẻo mọi thứ sẽ đi khỏi tầm kiểm soát. Trong năm cũng không nên tiến hành xây sửa nhà hay dịch chuyển công việc, cứ giữ mọi việc như cũ và làm tốt hơn. Đánh giá chung về tử vi năm 2025 tuổi Ất Mão nam mạng. Nhìn chung năm 2025 là một năm bình hòa, bản mệnh tuổi Ất Mão nam mạng ít nhiều lo lắng, muộn phiền nhưng cũng chưa thật sự được khởi sắc như mong đợi. Bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để trở mình, đừng quá nóng vội, kẻo lợi bất cập hại. Riêng tuổi Ất Mão nam mạng, nếu các anh nỗ lực hết mình, dùng hết tâm huyết mà làm, bỏ công bỏ sức lớn hơn thì mọi sự ắt sẽ thành công. Tài lộc cũng tăng lên đáng kể, dù gặp trắc trở hay khó khăn chớ vội bỏ cuộc, người kiên trì mới xứng đáng có được trái ngọt sau cùng. Cụ thể về các phương diện chính như sau. Xét về phương diện sự nghiệp. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh Ất Mão, nam mạng, càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa.
Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp ở phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này. Bên cạnh bạn, luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, bạn đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi 2025 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Ất Mão chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2025 này. Với việc được hai tài tinh là Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, bản mệnh có thể được nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Ất Mão choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Ất Mão thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo. Được các tinh hoa cái và hồng loan chiếu mệnh, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Ất Mão. Các mối quan hệ bình hòa, vợ chồng ít tranh cãi, trong năm có thể đón hủy từ con cái. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết, yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Ất Mão trong năm 2025 vẫn cần được chú ý nhiều hơn về sức khỏe. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren, vì vậy bạn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình, trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh Ất Mão, sinh năm 1975. 1. Cách hóa giải sao Vân Hớn theo phong thủy năm 2025. Đồ phong thủy Vân Hớn hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh lưu ly nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân, luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2025. Về sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái. Dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đừng ghen tuông vô cớ,
lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Ất Mão. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Tỵ 1977 tốt, Ất Mão 1967 tốt, Đinh Hợi 2007 tốt, Bính Tuất 2006 tốt, Bính Thìn 1975 tốt, Đinh Hợi 1947 tốt, Bính Tuất 1946 tốt, Quý Mùi 2003 tốt, Đinh Mão 1987 tốt, Quý Mùi 1943 tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932 không tốt, Mậu Tý 1948 không tốt, Mậu Ngọ 1978 không tốt, Nhâm Thân 1992 không tốt, Mậu Tý 2008 không tốt, Canh Thìn 1940 không tốt, Mậu Thân 1968 không tốt, Canh Tuất 1970 không tốt, Tân Hợi 1971 không tốt, Canh Thân 1980 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón hỷ thần, hướng Chính Bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Bản mệnh tuổi Ất Mão bước sang tháng giêng, tức là tháng 1 âm lịch, dưới sự tác động của các cát tinh và không khí Tết Nguyên đán, lễ hội mùa xuân. Phần lớn bản mệnh tuổi này có vận trình tài lộc tương đối lạc quan, mọi mặt của bạn đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Khó khăn vẫn có thể xuất hiện nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng. Tử vi từng tháng dự báo, bản mệnh tuổi Ất Mão bước vào tháng 2 âm lịch có mối quan hệ gia đình khá lý tưởng. Bị ảnh hưởng bởi không khí lễ hội mùa xuân, bản mệnh tranh thủ thời gian nhàn rỗi dành cho những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường tiếp xúc, giao lưu với người thân và kéo theo quan hệ thân thiết lên rất nhiều, gia vận vì thế cũng được cải thiện. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, bản mệnh tuổi Ất Mão nhờ sự trợ giúp của các tinh mạch Việt, sao Thái Dương, cho nên có vận trình sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, bản mệnh trong tháng này sẽ được công ty cử đi công tác, đây có thể là cơ hội phát triển tốt cho bạn, vì vậy, hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của bạn có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh không được lý tưởng cho lắm. Bạn bị ảnh hưởng của các hung tinh bệnh phù và sự thay đổi của thời tiết, bản mệnh cảm nhận rõ rệt sự suy giảm của sức khỏe ở độ tuổi 50, nóng trong người và hay cáu gắt. Về quan hệ giữa các cá nhân cũng dễ làm mất lòng người khác vì tính tình không tốt, điều này gây bất lợi cho bạn. Tử vi khuyên bản mệnh nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng.
Tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch có điểm báo gặp chút xui xẻo. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài, làm cho bản mệnh có tình hình thu nhập không như ý, thu nhập chính có thể vẫn ổn định, nhưng thu nhập phụ giảm xuống trông thấy. Đồng thời, tình hình chi tiêu của bản mệnh trong tháng này tiếp tục tăng cao, nếu không quản lý được cán cân thanh toán của bản thân, rất có thể sẽ khiến tài chính căng thẳng hoặc gặp phải khó khăn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, bản mệnh tuổi Ất Mão có vận trình tương đối khả quan. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, Mạch Việt, lại thêm sự hỗ trợ của quý nhân Tam Hợp, Hợi Mão Mùi, giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông, rộng mở. Tháng này bản mệnh sẽ có nhiều mối làm ăn mới, việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, giúp cho bản mệnh thu về không ít tài lộc cho mình. Về mối quan hệ của bản mệnh với người bạn đời của mình sẽ được cải thiện, đôi bên có thể dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây trong cuộc sống, cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện. Đối với những bản mệnh đang còn độc thân với sự giúp đỡ của các tinh, cũng có thể làm quen với một số người khác phái, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nên duyên đôi lứa trong tháng này. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Năm 2025, mối quan hệ xã giao của bản mệnh tuổi Ất Mão đã được cải thiện, bản mệnh có thể thường xuyên gặp được người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho bản mệnh, tạo ra sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của mình. Trong tháng này có rất nhiều cơ hội để cho bản mệnh gặp gỡ, giao lưu, bản mệnh cần phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và làm quen với càng nhiều người càng tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Khi bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình sức khỏe của bản mệnh tuổi Ất Mão có thể đáng lo ngại hơn. Đặc biệt, dưới tác động của hung tinh bệnh phù, một số người tuổi Dần có thể bị các bệnh lý khác nhau như ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng. Vì vậy, bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn, đừng để các hung tinh và bệnh tật có cơ hội. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, bản mệnh tuổi Ất Mão được dự báo có vận trình tài lộc khởi sắc, bản mệnh có được thúc đẩy bởi các tinh. Những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các nguồn thu nhập phụ của bản mệnh tuổi này cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa gặp nhiều may mắn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi Ất Mão về mọi mặt, tài lộc, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tuy tài lộc ổn định, nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu bản mệnh muốn tiến bộ thì cần làm việc chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Tử vi tuổi Ất Mão 1975, nam mạng, trong năm 2025, dự báo đường tài lộc của bạn vẫn lạc quan trong tháng này. Trong tháng, hầu hết bản mệnh tuổi Ất Mão đều có trạng thái tinh thần tốt và cuộc sống rất năng động và tràn đầy sức sống. Bất kể bạn làm gì thì mọi việc diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ, nhìn chung là không có vấn đề gì cần phải lo ngại. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Ất Mão 1975, nam mạng. Bản mệnh tuổi Ất Mão bước sang tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, có khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Dù bản mệnh gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh, giúp cho bản mệnh hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, ngoài ra các khoản tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho bản mệnh cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Mong rằng bản mệnh tuổi Ất Mão có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, nam mạng, năm 2025. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý vị bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.